mấy chục ngàn một ký. Ủa chị ơi, mình bán cóc mình phải bán cho ra trái cóc chứ. Cái trái này nhìn giống trái khoai tây quá à. Khách người ta thấy người ta chửi chết á, đừng có bán mấy cái trái như vậy. À, trái này mới gọi là trái cóc à, nếu phải như vậy mới là trái cóc đó. Ví dụ như trái này không phải là trái cóc, trái cóc không có bị lung lỗ vậy, nhìn nó giống hạt điều hơn. Không nên bán mấy trái kiểu này, mà mình phải bán trái như vậy mới gọi là trái cóc, hiểu không? Ừ. Rồi à, được rồi, lấy em hai trái này đi. 200g 4.000. Không bán. Rồi thanh long này nhiêu 1 ký nè? 30. 30? Thanh long như vậy mà rẻ vậy? Được á. Cái này có giảm giá không? Biến dâm. Phụ nữ giờ sao vậy ta? Hung dữ hung hăng. Ở bên Nhật người ta đâu có như vậy. Cũng may là vợ tôi không có. Vợ tôi mà y chang vậy là tôi lên đường luôn. Đối với người phụ nữ, chuyện bị phản bội là khủng khiếp lắm. Đúng rồi, cái này em biết à. Em cũng là phụ nữ hả? Xem. Bớt đi bà. Nhưng mà có một chuyện chắc chắn là nếu mà anh Hai phản bội á thì anh Hai cũng phải ra. Tại sao vậy? Tại vì chị là nô lệ của chồng. Sai rồi. Chị không phải là nô lệ của chồng đâu, mà chị thần tượng chồng. Nôm na người ta gọi là cuồng chồng đó. Mà những người phụ nữ cuồng chồng thường rất hạnh phúc. Ờ, vậy ta, vậy ta, vậy ta. Hey. Biết tại sao nước Nhật ta giàu mạnh không? Tại vì người dân đó người ta rất là kỹ cương kỷ luật. Em buôn bán cho khuya vô rồi sáng ra ngắp ngắn ngắp dài, giật dài giật giữa vậy sao được? Không liên quan. Không có nói gì. Dạ em đâu có nói gì đâu. Hai ngày cuối tuần là người ta đến người ta nghỉ ngơi. Còn anh nè, lo hết chuyện này chuyện khác, chở mấy đứa nhỏ đi học. Làm vậy làm sao mà anh tập trung cho công việc được? Rồi năng suất lao động bị giảm. Rồi làm sao mà thăng tiến, làm sao mà làm giàu được cho em? Em phải nghĩ cho anh nữa chứ. Anh xa nhà quá trời lâu rồi. Đây là dịp, là cơ hội để anh bù đắp cho mấy đứa nhỏ. Anh chịu khó một chút đi anh. Biết bao nhiêu cách bù đắp. Sao bắt anh chọn cách gì mà khổ như vậy nè. Bộ muốn chết là chết hả? Nè cô vừa phải rồi nha. Nước Nhật người ta phát triển là tại vì người ta làm việc gì cũng có quy trình hết. Mày muốn chết là phải báo trước từ người ta nha. Tôi sẽ đưa chuyện này lên lên lớp nha. Trời đất ơi, anh ơi. Sao vậy nè? Anh Hai. Cô ơi, tôi sẽ báo cáo chuyện này lên ban giám đốc bệnh viện. Tôi sẽ đưa chuyện này lên báo chí. Thôi. Bác sĩ bảo anh ấy bị trật khớp, muốn anh ấy chụp anh cứ đòi về không à? Nè, tôi nói cho cô biết đừng có đánh nó lại nghe chưa? Tôi với cô chưa xong cái chuyện này đâu, mày đặt đối thường quá cho tôi hả? Thôi anh ơi, lo sức khỏe của mình đi. Chị, mày vô đây làm cái gì? Tao đang quay bà nè, mày vô đây làm gì? Mày đi ra. Chị, bây giờ cho lên hồ sơ, chụp phim ảnh đi. Ủa cái gì vậy? Chụp cái gì? Mày khùng hả? Mày phe nào vậy? Mày ở bên nhà này mà, tôi không có chụp gì hết. Đi về. Trời ơi, gãy chân không lo, mà lo về nhà là sao chứ? Em quên hả vợ? Hôm nay anh làm MC của chương trình Ấm Thực Đêm mà. Lễ ra mắt nó quan trọng lắm, không phải giỡn đâu. Đi về. Thôi. Quay bà này. Đừng có quay nữa mà anh. Đừng có quay nữa mà anh. Em khỏi nói nhiều nữa. Ngày mai anh tìm nhà. Thuê nhà hả? Chi phí mắc lắm á. Anh không có thuê. Anh mua. Anh có tiền đâu. Gì vậy em? Thì mình vay mình mượn chứ có gì đâu. Vay mượn? Anh có biết là nghe hai từ đó là em sợ lắm rồi không? Khỏi lo nữa. Lần này anh gánh với em. Em không muốn gánh nữa. 5 năm qua em quá mệt mỏi rồi. Anh yên tâm đi. Ổng sẽ ly dị với dì. Ổng sẽ bỏ nhà đi mà. Chính vì ổng ly dị với dì, ổng sẽ được nửa căn nhà. Làm sao mà được chứ? Căn nhà đó là nội đứng tên mà. Thì cho dù nội có đứng... Em nói lại gì mình cái gì hồi nãy? Ổng sẽ bỏ nhà đi. Không phải. Cái ngôi nhà. Cái ngôi nhà ai đứng tên gì đó. Nội đứng tên căn nhà đó chứ không phải gì. Anh. Hả? Xin lỗi. Tại nãy nóng tính quá. Coi như anh chưa nói gì đi. Đi về.
Đón xem Gạo Nếp Gạo Tẻ phần 2 lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Tư trên kênh HTV2 V Channel.